Và số 2, nhập số 2 chúng ta có comment có 0306 để sell này, 0306 để sell này. Đó là ADX vùng 29 tiệm cận này, RSI vùng 45 này, trung tính này. Chúng ta có mốc của 06 để sell này, 09 để sell này, 01 để sell này. Nào, chúng ta comment 03 01, comment 0301. Nào, 0301, 0301 xem sao. Các mốc của cái vấn đề short sell thế nào. Đúng không? Sell cái xem nào. Sell nhá, sell cái xem sao. Thì chúng ta 0301 chúng ta xem. Trong 9 giờ 0 giờ sẵn cộng cộng ấy, chúng ta sẽ có một cái mốc nhá, nhưng mà vấn đề là 03 chúng ta vào đấy đúng không? Cái vấn đề đây chúng ta xem đúng không ạ? À, chúng ta xem vấn đề là gì, 0103 có cái mốc kỳ vọng là 0103 xuống 03 chúng ta cũng có thể short sell. Nó viết ra cách ra em nhá. Ôi nó hẳn đi đấy. 0301 comment 0301. À, có mốc khung giờ chẵn khoảng 9 giờ tổng cộng 0301. 0301 sao? Thế tôi hỏi là thấy gì ạ? Thấy nó lên hay thấy nó xuống? Cậu cứ lao vào cậu bảo thấy nó lên. Đúng không? Điểm nổi của giá. Phật đà của trend. Xem. Và ông ba về 01 nó sẽ test ở cả vùng 99 á. Và vùng 98 và vùng 1. Short sell lại đây. 0301. 0301, 0302. Các mẫu. 301. Chúng ta đừng quên cái coaching hôm nay tôi đẩy lên ông già đầu tư ấy, thế giới đầu tư đấy, Udemy đấy, các khóa Udemy đấy, tôi có đẩy lên à, Udemy đấy, các phương pháp vận tải đấy. Không ba không một chèn vào là 0609 ạ. Okay. Luận mà ADX nó sự sức mạnh của thị trường, RSI, các trạng thái điểm bùng của nến, các yếu tố. Xung lực của H1 này, khi mà 9 giờ các vùng 03 các cái nến nhỏ li ti mặc dù nó xếp vào trạng thái này thì trong đây là cái việc điều chỉnh đấy là chúng ta thấy còn xuống, xung lực tổng của nó vẫn là các cái đà thế giới nó đang trở lên để bán tiếp tục. Vui xe vào đi, xe vào đi cho các bạn biết đi. Thầy ơi thấy thiếu thằng Putin này, thiếu Putin thì không biết nó đang ở cái cảnh nào. Đúng không ạ? Không biết nó đang ở cái cảnh nào. Còn bày cho ông già đấy chứ. 030199 à, comment 030199. 030199. 030199. Không ba không một chín chín xin chào bán thần lực em ơi, 030199.
Cơm canh cháo phở mình nghe đấy. Chúng ta chưa chèn được vào giá. Vậy khối lượng lệnh thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào điều gì? Nếu bạn hiểu được rằng là khối lệnh, tại sao là khối lượng lệnh nó không phải phụ thuộc ăn nhiều ăn ít. Khối lượng lệnh phụ thuộc vào cái gì các bạn có biết không? Hôm nay có một bài học đấy, thì có người hỏi ông già là ông già ấy, tại sao khi ông già bảo lệnh ấy, ông không giã giã phát, đúng không ạ? Thì có những lúc cái hiệp ấy ăn được rất ít, bởi vì lực đan lệnh nó không có, cái lượng đan lệnh không có, các bạn hiểu không? Có một cái giá trị đó là gì ạ? À? Tại sao lại không vã một phát, đúng không ạ? Ví dụ nếu chắc như thế không dã một phát, đúng không ạ? À, không phải đúng. Kể cả vốn bao nhiêu thì các bạn cũng phải chia ra, nhưng không phải vốn. Ở thế tại sao ông chắc từ 01 xuống 02, à 02 xuống 99 thì ông vã phát đi, ông đóng SLTV vào không? Không phải thế. Thế tại sao nếu mà 02 này nhá, bây giờ nó xuống một phát là xuống 01 đấy, tôi chưa có điểm đan lệnh, mà nếu nó 99 tôi sẽ đan ở dưới tiếp đấy, thì mới có lệnh để đan. À, hôm nay cái bài có một cậu cậu hỏi rất hay, nhưng mà giải nghĩa của nó là cái sự trừu tượng một chút. Bây giờ ấy, tại sao lại nó chỉ loanh quanh như này thôi, nó chỉ được 36 đồng thôi. Vậy 36 đồng như này, 26 đồng như này ấy, nó không quyết định được giàu có, bởi vì điểm đan lệnh không có. Thế bây giờ cứ dương như này mình có phải vã vào không? Không vã được vào nhá, không vã được vào, bởi vì tỷ lệ đan lệnh ấy nó phụ thuộc vào hoàn toàn ở cái bảy cái giá chạy. Nếu đan lên trên ấy thì nó phải lên trên, nếu xuống dưới phải có điểm đan ở dưới, chứ không phải tụ vào một điểm này. Nào cả nhà có hiểu không ạ? Ấn ấn comment cho tôi cái số 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 19 à, 19 nào. Số 19 nào. Số 19 nào, số 19 nào. Ừ, khung giờ chẵn xem đa khung em. H1 có, M1 có, M5 có. Vấn đề là cái mắt em nhìn ấy, nó phải đa khung, đa chiều. Nay có một bạn, à bây giờ đây, có một cái, bây giờ lệnh này ăn rồi nên nó bảo ông mà chắc, đúng không ạ? Ông mà chắc ông xong vã phát, đúng không? Nhưng tôi mới nói rằng là không có điểm đan lệnh thì các bạn không bao giờ có được cái điểm để các bạn vào. Ví dụ bây giờ nó xuống 01, tôi mới có điểm vào 01 để bán tiếp. Hoặc là nó xuống 99 ấy, tôi mới có điểm vào để bán tiếp, chứ không phải tôi dồn tàu hỏa nhập ma vào phát ở 03, sau đó lên 06 là tôi mới có điểm bán tiếp. Nào có hiểu không ạ? À? Vẫn số 19 hôm nay cái bạn ấy bạn hỏi quá hay luôn. Bạn bảo thế tại sao ấy, có những hiệp ăn được rất ít, bởi vì ngài ban như thế. Tại sao có những hiệp ăn rất nhiều, bởi vì ban cái cảnh đấy. Thế tại sao ông chắc như vậy từ 23 xuống? Bởi vì cái phương pháp này ấy, nó là hành của giá, nó lên xuống không quan trọng, buy sell nó tầm rất thấp thôi đấy. Nào, chúng ta có điểm số 17 để về khung 9:30, cho nên nó cứ lều tều, thằng nào không chịu được và không nhẫn được, vã một phát và nghĩ nó xuống rồi ấy, vã phát to gần hết margin cái, thế nào lên 06 phát là cháy lại tức luôn, có hiểu không nào? Đấy là cái giá trị để mà chúng ta xem. Chương trình vẫn coaching nhé, các chương trình coaching livestream đều Elumi. Cả nhà có hiểu qua cái tôi phân tích không ạ? À, cho tôi cái thông tin này. Ấn số 1 đi, ấn số 1 để hiểu, ấn số 0 để cãi nhau. Thế tại sao bảo thầy đánh giỏi thế, thầy vã mẹ đây, 02 nó xuống mẹ nó 95 đi.
hay là số 84 đi, không không vã thế được, mà phải chờ 01 mới vã vào, hoặc là 99 vã tiếp, tức là nó cái tỷ lệ đan lệnh. Thế nhỡ tí nó ngược thì sao? Đấy, nhỡ tí nó ngược thì sao? Thế cho nên tôi bảo cái việc đan lệnh nó ở 03, nó ở 06, chứ không phải dồn toa ở một cục ở 03. Ta có 04, 06 mà được vào. Nhỡ nó sập thì sao à? Mày nghĩ được là nhỡ nó lên, thế thì nhỡ tí nó xuống thì sao? Nhỡ tí nó được sai chiều, thế mày không hiểu là nhỡ tí nó đúng chiều thì sao? Nó có hai cách mà. Bởi vì giá mình nhìn thấy nó không phải thế, thế mà không phải thế, đúng không? Cái nghĩ ta đúng thì nó lại sai, cái ta sai nó lại đúng. Nhỡ tí đúng không? Nhỡ nó sập thì sao, đúng không? Thì nó ngang bằng với nhỡ tí nó lên thì sao, đúng không? Do vậy mình sẵn sàng các kịch bản đó. À, khung giờ chắn là đa khung rồi nhé. Giờ lại chờ 99 vã tiếp, bởi vì sao em biết không? Bởi vì khi nó đã có đà từ 03 nó xuống 99, tức là ba giá là nó chinh phục theo mốc 1369 đấy. Giá là sức chịu đựng vượt quá sức tưởng tượng của mỗi người. Quá sức tưởng tượng của mỗi người, quá sức chịu đựng của mỗi người. Cho nên nó đã về 01 rồi, nó sẽ có đà tiếp tục. Đấy, thì sau em bảo thế nhỡ tí nó xuống 099 rồi nó bật phát lên rồi, hoàn toàn có thể xảy ra. Thì hai cái nhỡ đấy là ngang nhau. Hai cái nó ở trạng thái ngang nhau. Đúng không? Cho nên tỷ lệ DCA bao giờ bất bại, cho nên tôi ngồi đây là rất lâu rồi. Các bạn cũng đã theo dõi. Ai theo dõi tôi 10 lần rồi ấn số 10 cho tôi nào. Còn 14 phút nữa. Ai theo xem tôi 10 lần rồi nào. Có phải chơi đinh mõm không? Nào, ấn ai xem 10 lần ấn số 10. À, 10 đâu mà 10, đâu phải hơn 10 chứ. Thế cho nên là gì à, cái sự điểm tính 100 1.000 vào. Đấy là cái giá trị, đấy là cái tư duy. ADX 29 các vùng tiệm cận. Đúng không ạ? Bây giờ các cây nến nó đè ở các trạng thái cây cây nến xếp ở dải trên Bollinger Band, nhưng Bollinger Band hẹp, có sức đi ngang. Bollinger Band mở ra gách lên thì chưa có độ gách đúng không? Giá đang đi vào tiệm cận của giữa của Ichimoku. À đấy, cả các vùng 29 tiệm cận 30 yếu, yếu hơn. Chúng ta còn 13 phút nữa để có cái cảnh này lên 06 ta phải chèn vào. Quên thằng Bmi, quên đây, này tôi sẽ đẩy lên cái kênh 23k follow ấy, sẽ đẩy không năm không sáu không sáu chèn. Công lực mạnh cho cái cảm giác là 06 rồi. Ông sáu chèn vào. Chúng ta còn 11 phút nữa để chuyển sang cảnh 9:30 sẵn sàng.
Chúng ta comment số 10 đi, số 10 đi. À còn 10 phút nữa đổi cảnh nha, 10 phút nữa. Anh em comment số 10 đi. 04, 03 vẫn lều tiều. Anh Thảo, thằng Kim lâu rồi không gặp này. Đấy, nó sẽ đổ bèo. Em thấy không, khi mà nó không có điểm đan vào ấy, thì cái tỷ lệ của mình nó sẽ khác. Nào tiếp, comment 0030199 nào, comment 0030199 comment đi nào, ủng hộ ông già cái nào, comment 0030199. Coaching đấy nhá, các video tôi sẽ đẩy vào coaching. Rồi. Cái này có bảo thủ không? Nào, comment cái này có bảo thủ không nhỉ? Cái này có bảo thủ không? Phương pháp này nó sẽ loại trừ rất rất nhiều. Và nó có điểm, các điểm vào đan lệnh. Bây giờ nó mà xuống thật đấy thì tôi vã không trượt phát nào, đúng không? Nhưng mà nó lên thì tôi phải xử lý cũng chả được, chả phát nào trượt. Đấy, nó lại là như thế. Có hiểu ý tôi không nào? Nó xuống thì tôi vã không trượt phát nào, nhưng nó lên thì tôi chả vã phát nào trượt. Đúng bài. Tám phút nữa. Không sáu để đan được. Cái bây giờ thị trường nó cứ lều tìu các cái nến nhỏ li ti. Ai mà không kiên nhẫn lại tập trung vào như đoán là nó xuống ấy, thế lại vã to, thế thì có trường hợp thì sẽ ăn được, có trường hợp sẽ không đúng và nó sai lại cái nguyên tắc đó. Cho nên việc coaching ấy, nó đòi hỏi ở trong Udemy tôi nói rất rõ, rất nhiều rồi, là các trạng thái của margin và quản trị nó. Các cái nến nhỏ li ti nhưng muốn kêu gọi các anh vào đi, các anh vào thêm đi, nhưng mà mình chưa vào vì mình chưa có điểm, đúng không? Udemy này, báo quản trị tài chính cá nhân này. À, trong Udemy nó nói nhiều về cái FX, để CA 369 01369 đấy nhá, 1369. Ta comment tiếp 030199 nào, comment 030199. 030199.
rồi. Không phải bộ cấp, chúng ta trong cái tarot trading bộ cấp này chất lượng Việt giả quốc tế. Thuật trading với cách tiếp cận thực dụng hơn, cách tiếp cận thực dụng. À, comment cho tôi cái sứ mệnh là gì nhỉ? Để cho lấy cái video cái để cho nó bốc phép cho nó thích. Nào, sứ mệnh là gì? À, comment đi. Sứ mệnh là gì nhỉ? Sứ mệnh của chúng ta là gì? Nào bảo anh chủ thế người ta lọc một số bình luận chửi nó mé mé thôi thì tao còn đọc được, nó hiện lên tao đọc được mày cứ chửi trực diện là nó đéo, nó lọc đấy đấy, mày đánh ba ba cái là bị lọc luôn, mày chửi mé mé thôi, bốn cái mày chửi mé mé thôi, mày phải nói rồi mé mé thôi thì tao mới đọc được, bốn lần lọc, năm lần lọc rồi, tức là mày rất là căm thù đấy, sáu lần rồi. Mày cứ căm thù thế không được, mày phải chỉ né né thôi. Nào, sứ mệnh là gì? Viết nó cách ra, viết nó mé mé thôi. À, ông Putin đây rồi. Mua hay bán? Đang bán thần lực đấy nhá. Nào, comment 0301 nhá, 0301. Một số anh em mà comment cái đấy nó mạnh tay quá là nó bị lọc đấy. Không ba không một chín chín. Bán không ba ok. Nào, một phút nữa comment số 1 đi các cụ ơi, số 1, số 1, số 1. Số 1 nha. Vậy là 9:30 chúng ta chờ cái điểm nổ giá, coi như là những cái cản hình chữ M, M1 với M5 khiến cho chúng ta thấy được cái xung lực đó để đan lại 0,6 là hiện tại đang chưa được. Chín giờ ba mươi xung lực mạnh, điểm đổ của giá 09:30 vẫn comment 03.199 điểm đổ của giá để chèn vào nhé, nó về 01 thì bán tiếp ở 01, nó về 99 bán tiếp ở 99, đấy mới là cách nhé. Nó khác với cái việc bán ở 03 chốt lời ở 99 nhé, có khác không nào các chư vị đại nhân, có khác không ạ? Có khác không nhỉ? Nào các chư vị đại nhân học ở đâu đó có khác không nhỉ? Vì thực chiến nó khác. Có khác không ạ? Bây giờ tôi vẫn chưa đan được lệnh nào này, nhưng nó về 01 là tôi sẽ đan một lệnh này. Nó sẽ bán ở 99, bán ở 01 là nó sẽ là bán ở dưới 01 này. Đấy, các chư vị thấy khác không ạ? Vì thực chiến nó không phải. Thì tôi hỏi ô thế sao không TP vào đấy, biết mẹ nó về 01, nó biết mẹ nó về 99 ấy. Thế tại sao không bố không vã phát cho con ở 04 cho nó xuống đó, có thấy khác không ạ? Nào các cụ comment đi, có khác không các cụ? Bây giờ nó về 01 rồi, tôi sẽ bán ở 01 này, đúng rồi, bây giờ 01 này đúng không ạ, 01 tôi bắt đầu mới chèn này đúng không ạ, 01 thì tôi mới chèn tiếp này đúng không ạ. Đấy, điểm vào của tôi là 01, tôi mới chèn vào này. Đấy, đấy là cái là tôi chèn là 01 này, 09 này. Chứ không phải là tôi vã ở không ở 03 chỗ 99 là tôi TP. Nào. Đúng rồi.
Cho nên cái sứ mệnh ấy là phải hiểu được, nó làm cho các bạn có một tư duy khác để sau này các bạn uống sinh tố ở bên dòng sông Hương với một người đẹp nào đó ấy, thì ngửa mặt lên trời nói là ngày xưa có một cái thằng già ấy, nó dạy anh đánh thế này để anh mua được nhiều ly sinh tố, hàng triệu ly sinh tố cho em luôn. Có mong muốn điều đấy không? Nào, có mong muốn điều đấy không nào? Ở free time có mong muốn điều đấy không? Ok. Thế tại sao anh không? Tại sao anh lại không bán ở 03, 04 để cho nó về 99 rồi TP? Tại sao lại như vậy? Tại sao nhỉ? Tại sao anh không bán ở 04 nhỉ? Mà anh lại phải làm như vậy? Tại sao lại như vậy? Em biết không? Em nói nghe nào. Tại sao tại sao anh phải làm như vậy ạ? Vậy là điểm chạy của 9h30 chưa về 01, chưa về 99 luôn. Rồi. Thế tại sao anh vã ở 01 đúng không? Anh đã đan được một lệnh nữa rồi. Thế bây giờ anh hỏi, anh coaching cho em ấy nhá. Thế tại sao anh vã được ở dưới 01 này rồi nhá? Tại sao anh vã được dưới 01 này rồi mà nó lên 04 anh cảm thấy bình thường, vì sao? Tức là anh đã bán sai ở 03 rồi, anh lại bán tiếp ở 01 thì nó lên 04, tại sao anh lại cảm thấy bình thường ạ? Nào, nói đi ạ. Free time nói đi. Nào, anh đã đan ở 03 rồi mới có một lệnh thôi, mãi sau anh mới tìm được một điểm vào lệnh nữa, đó là bán ở 01 nhưng nó không về 99 để cắt hết. Nhưng nó lại lên 04, vậy tại sao anh lại không không sợ hãi khi anh đã bán ở 01 rồi, mặc dù nó sẽ lên 04 à 06, 04 nữa. Không phải. Đừng bao giờ em nói như vậy nhá. Nếu em có 200k, em giả sử em có 20k thì em vã bao nhiêu? 2K em sẽ vã bao nhiêu? 200 U em sẽ vã bao nhiêu? Không phải nhiều. Không phải tài khoản to đến bé, tài khoản nào cũng vậy cả. Nếu em biết kiểm soát, cũng không phải kế hoạch. Bây giờ 04 rồi, nó lên 06 này. Vậy anh đã sẽ đan được 3 lệnh này. Bây giờ anh sẽ đan được 3 lệnh này. Không phải vì sao không một, thế nhớ tí nó về 06 sao? Bởi vì anh bán 06, anh bán 01, anh bán 06 nhưng chốt lời ở 04 hoặc 03 đúng không? Tức là mua 108 bán 140 vẫn lãi 40 đấy. Mà không phải về 01, thế nhớ tí nó không về 01 mà anh chốt lời 04 cơ mà. Nếu anh bán ở 09, nếu anh bán ở 11 thì anh chốt lời ở 06 cơ mà, chứ có phải về 01 đâu. Vì sao ạ? Đây là cốt truyền đi nhá. Vì sao ạ? Nào. Nào. Vì sao ạ? Cái này nó liên quan đến tư duy. Đây thì đúng rồi. Nào, bây giờ anh đan được hai rồi. Bây giờ lên 06 anh đan một lệnh rồi. Nó lên 09 thì anh sẽ đan được một lệnh nữa. Vậy không phải anh kỳ vọng nó về 01 lại ở cái lệnh cuối đâu, mà anh mà bán được ở 09 chỉ cần về 06 là anh đã chốt lời rồi, anh sẽ đóng toàn bộ ở 04 và 06 đúng không? Thế vì sao anh lại không không sợ bán ở 01, thậm chí là 9 ta à 99, không phải tài khoản to, tài khoản bé em phải đánh nhỏ hơn, vì sao nhỉ? Không phải kiểm soát margin, kiểm soát margin thì bây giờ bán 06 mấy nữa, tí nữa nó lên 09 bán, 11 bán, 13 bán, 16 bán thì đương nhiên phải kiểm soát margin rồi, vì sao anh lại làm cái việc đó?
nghĩ đi. Vì anh không biết giá nó chạy thế nào hả? Đương nhiên là chúng ta không biết giá nó chạy thế nào. Không phải. Đấy là thuật đánh thôi. Nào 05 rồi, 06 chúng ta chuẩn bị vào nhá. Chúng ta không kỳ vọng nó về lại 01. Nhưng khi chúng ta đã vào được đan lệnh ở vùng 06, 09, 11 thì chỉ cần về 04, 05 là chúng ta đã đóng hết được rồi. Vì sao ở 01 anh vẫn phải vào? Mỗi lần vào lệnh DCA thì TP là chạy bằng bơm, đúng không? Nó sẽ tự dịch chuyển. Thông thường là ba giá, thông thường sẽ là hai giá, thông thường sẽ là một giá, tùy theo cảnh. Vì chu kỳ 10 giá, chu kỳ 10 giá, chu kỳ 10 giá, chu kỳ 10 giá, em sẽ có điểm vào và điểm TP lùi xuống. Thế mới gọi là mua 108 bán 140 và vẫn lãi 40, đúng không? Nhưng vì sao anh lại vẫn cài ở 01? Vì sao nhỉ? Nhìn trên đó, bọn này học và trước đây là chả thấy hết rồi. 06 anh chuẩn bị vào anh bán phát nữa thì chỉ cần nó về 03 thôi là đã ngon lành rồi, ngon mặt lành rồi. Vì sao anh cài ở 01? Không phải kỳ vọng theo chu kỳ. Nào, có cần giải thích không ạ? À? Lú chưa? 06 vào, 06, 09 bán nhá. Vì sao ạ? Vì điểm nổ cho lực xuống, tức là tạo cái niềm tin của nó là đi xuống, đúng không? Để vậy chúng ta vẫn là mong muốn nó xuống là đúng rồi. Zích zắc trong M1 nó đã đẩy lên rồi, tức là nó sẽ cho mình cài phát ở 06. Nhưng anh lại có lệnh ở 01 và 03, đúng không? Do vậy lệnh 06 là anh bắt đầu cài vào. Vì sao anh lại vẫn phải cài 01 mà anh không sợ? Là vì thế này này các bạn này, nến trong quá khứ là không có thật, chúng ta không thể soi chiếu được, bởi vì nếu chúng ta soi chiếu là chúng ta lại như đoán là cái câu giải thích là vì sao bạn cài được ở 01 đấy mà nó lên 06 là bởi vì sao ạ? Là cái từ mặc định, nào chúng ta comment từ mặc định, nào chúng ta mặc định, chúng ta giả tưởng, chúng ta phải mặc định giá nó đang chạy và chúng ta đang bán từ vùng 01 cho điểm nổ của thị trường. Tức là mặc định cái việc đó. Thì bây giờ chúng ta bán ở 05 thì nó cũng giống như là nó lên 09 thôi. Đúng không? Chúng ta mặc định giá đã quét qua các vùng mà chúng ta có điểm nổ của giá. Đúng rồi, cái từ mặc định đấy. Thế thì 01 hay 03 nó như nhau. Vì giá nó có quét qua là chúng ta mặc định. Không thể biết được là nó có về 01 hay không, hay 03 hay không, nhưng mặc định là nó đã quét qua. Và giả sử tại thời điểm đó là cái thời điểm giá quét và nó hồi lên, tức là mặc định sai, đúng không? Chúng ta bây giờ 05 mà nó lên 09 thì cũng thế, mặc định là nó đã quét rồi, vậy cảnh nó đã thực hiện cho chúng ta ở điểm đó. À, 06 bắt đầu rồi nhá, 06 đó. Có hiểu không ạ? Khi mà chúng ta đã đan được ở 06 rồi thì lập tức nó chỉ cần 03 thôi là chúng ta đã có thể ngon lành rồi, đúng không? Nhưng nếu nó về 01 chúng ta vẫn tiếp tục bán ở tiếp theo vùng 01. Vì chúng ta mặc định, chúng ta giả tưởng, chúng ta mặc định là chúng ta đã có được lệnh chúng ta đan. Nó đi đúng theo cái tư duy và giả định, giả tưởng. Vì chúng ta không quyết được mà. Có đúng không? Nào, chúng ta có hiểu không ạ? Chúng ta không quyết được cái điều đó. Đúng không ạ? Chúng ta không quyết được cái điều đó. Hiểu không? Vậy chu kỳ 1 từ 01 đến 06 nó mới có 5 giá thôi. Cho nên mặc định nó đã quét về 01. Đúng không? Bạn hiểu yếu ý này không ạ? Bạn hiểu ý này không ạ?
khi coaching ấy thì các bạn sẽ hiểu, khi các bạn sẽ biết được là các giá nó quét qua nó sẽ mặc định, bởi vì cái bán là 02 với bán là 01 hay bán là 00 hay bán là 03 nó ngang nhau trong thời điểm giá quét, hiểu không nhỉ? Coaching là như vậy. Vậy là chúng ta còn là 18 phút nữa. Comment số 18 nha. Chờ điểm nổ của khung 10 giờ xem sao. Các bạn hiểu không? Ấn số 1 nào. Cố hiểu không? Lúc nào nó về lại 0199 thì sẽ giải thích thêm, các bạn sẽ hiểu. Hiểu không nào? Các cụ có hiểu không ạ? À? Mặc định. Mặc định hay là giả tưởng, hay là giả tưởng đúng không? Nó sẽ cấu trúc cho các bạn, nó sẽ cấu trúc cho các bạn là gì? Đánh khác biệt. Có khác không ạ? Có khác tất cả những cái gì mà chúng ta học không? Có khác không các cụ ơi? Có khác không nhỉ? Cụ tin vào muộn có hiểu hôm nay cái code cái gì không? Bình thường là chỉ bán 05 nó về 99 là TP đúng không? Đúng không? Nhưng ông già không dạy đánh thế đâu. Vẫn đánh thế mà, có điều là không giải thích thôi. Bây giờ coaching cho các bạn sẽ dần dần sẽ luận cho các bạn hiểu. Thế nên có hiểu mua 108 bán 140 vì sao lại 40 không? Chào Vương nhá. Thế có hiểu mua 108 bán 140 vẫn lãi 40 không ạ? Bán là 06, bán là 09 rồi.
Comment số 12 đi nào. Coaching ấy, nó đưa ra chúng ta rất nhiều các giải pháp và những câu hỏi chúng ta sẽ được bỏ vào trong túi của chúng ta và các mật ngữ đấy. Đúng không? Chú ý Udemy nhé, nói rất nhiều Udemy các bạn sẽ được nhận các cái khuyến mại đấy. Có cuộc chiến rồi đi bất bại. Bước đi nhà cái. Mô hình 3 chiếc hộp xếp chồng 369. Các tâm lý giao dịch, quản lý vốn. Đúng không? 18 cách để CA đấy. Cho ai vào udemy.edu.vn đấy, chúng ta sẽ có cái đó. Chúng ta comment 03 01. Đấy. Bây giờ như thế này lại chúng ta có điểm TP nó lại là 03 đấy. Mua 108 bán 104 có hiểu không? Vẫn lãi 40 đấy. Hiểu thế. Các bạn cũng chưa hiểu vì sao lại chẹn là 01 đúng không? Sẽ phải giải thích lại đấy. Nào, comment 0301 đi. Đúng không? Bây giờ nó về 03 nó sẽ về 01 đúng không? Sau nó sẽ về 99 thì tôi sẽ đan được ở 01 rồi, liệu tôi có đan nữa không? Tôi sẽ đan tiếp ở 01 hay là không? Tôi vẫn đan tiếp ở 01 đúng không? Thì các trạng thái của nó là như vậy. Nào, comment 030199 nào. Mười phút nữa. Như thằng Free Time ngày xưa là vào là rất ghét ông già này. Sau đó là em hạ cái tôi xuống là bây giờ là yêu thương ông già này, có phải không? Ừ. Hay là nghe như lời đồn của Bảo Anh. Đúng không, nghe như lời đồn của Bảo Anh ấy, suốt ngày vào là lừa đảo ông già, lừa đảo ông già ba lăng nhăng. Mày hạ tôi của mày xuống mày sẽ nghe vì sao tao cài ở 01, vì sao tao mua 108 bán 104 tao vẫn lại 40, ra đi trong sự lịch thiệp, phải lịch thiệp. Đúng không? Ra đi trong sự lịch thiệp đúng không? Bây giờ chúng ta có 01 và có 99. Giá là sự chịu đựng đúng không? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào là bán là 01 chẳng hạn như vậy đúng không? Tại sao phải chèn là 01 này? Mày không bán ở vùng cái đúng không? Tính làm sao được điểm trung bình giá có lời hả em? Không tính được. Làm sao tính được điểm trung bình giá có lời? Bởi vì nó hiện hữu rồi, mà đề C0369 rồi, 1369 rồi, nó đã hiện hữu rồi, tự động nó đã dịch chuyển rồi, mình nhìn thấy trên màn hình ngay canh luôn. Thế là xong, đuổi thương quá. Nào comment 030199 nào, 030199 nào. Đấy, như thế thì tức là gì à, nó đã hiện hữu ở trong đó. Thì cái thang giá bán 01 đấy đúng không ạ, 03 0199 cái lại cuối cùng mới là chèn là 01 đấy. Bây giờ nó là chốt 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 để ra đi trong sự lịch thiệp đúng không ạ. Đấy, để đưa cái giải pháp đấy.
khuyến mại cho cây cho dọa. Thế thì khi mà hiểu được các cái trạng thái của chèn không một đấy, cho nên lợi thế so sánh ấy, các bạn hay nghĩ là cái lợi thế so sánh giá mà giá như nếu thì đúng không, nhỡ tí thì đấy là cái nó luôn hiện hữu trong não của chúng ta, bởi vì cái kiểm soát sợ hãi nó làm cho chúng ta như thế, lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng nghĩ như vậy, lúc nào cũng vậy. Sáu phút nữa, comment số 6 đổi cảnh xem sao. Để sau này em bất bại ấy, em ngồi ở trên dòng sông Hương đấy, uống một cốc sinh tố xong rồi gặp cái Hương đấy, đúng không ạ? Nhìn hai đứa nhìn nhau trìu mến, em nhớ đến ông già, và ông già ông dạy cái phương pháp này có thích không? À, có thích không em? Có thích không ạ? Ham, thích không? Uống sinh tố ở bên dòng sông Hương ở Huế thì nhớ đến ông già. Có thích không ạ? Thích rồi. Thế đừng chửi ông già nhé. Chịu khó mà học. Tôi đã bảo bất bại rồi. Thế cơn gió nào mà em không bỏ đi? À, cơn gió nào mà em không bỏ đi? Em vẫn kiên trì, em vẫn đặt ra câu hỏi tại sao thằng già lại ngồi đấy. Nghe thôi đã thích rồi. Chết tôi ơi, lừa tôi rồi. Khuyến mại 030199 nó khuyến mại cho cây. Năm phút nữa comment số 5 đi ạ. Thế thì khi mà chúng ta chèn vào rồi, tức là chúng ta có đa điểm rồi, chúng ta được dịch chuyển rồi, thì cái câu nói là mua 108 bán 54 vẫn lãi 40 ấy, là nó ở cái câu đó. Vấn đề là chúng ta phải hành cái việc để suy đấy và cái tư duy của chúng ta. Này các bạn không không yêu quý nhá, các bạn không tương tác mạnh nhá. À, 4 phút nữa comment số 4 đi, các bạn hôm nay hỏi không trả lời nhá. Ba phút nữa. Chúng ta sớm thoát cảnh 3 phút nhé, ở 99.01 đấy, đúng không ạ? Sau đó là chúng ta có các cái, đúng không? Ra đi trong sự lịch thiệp. Và lập tức là chúng ta có điểm chốt lời tốt, đúng không? Sau đó 2 phút nữa, chờ đợi khung của 10 giờ.
zích zắc bắt lần một, nó sẽ bắt lần hai, nó sẽ tiếp đà 01099 chẳng sao. Hoán cảnh của 10 giờ. Thế là từ 06, 01 nó có 5 giá. 1 phút nữa. Không chín nữa, 99 nữa. Không một. Vậy sự dịch chuyển của giá này đan giá vào thang 01 với 99 ấy có làm ta sợ hãi không? Nó có làm ta sợ hãi không? Đúng rồi, phải luyện rất lâu ấy. Bởi vì em được nhồi sọ về cái vấn đề TP rồi. Đúng không? À, vậy là 01 10 giờ rồi. Chờ xem. Như vậy điểm bùng nổ của chúng ta khung 10 giờ là một cây nến bật lên. Đúng không? Khung 3 nó đang giằng co bởi vì đang 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 lệnh, nhưng mà xung lực của nó đang là xung lực xuống. Không sợ vì có lãi phần trên rồi à? Rất thông minh, ý anh sẽ giải thích cho em. Phải tìm cách đan được đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thoát cái khung 10 giờ này xem sao. Khung giờ chẵn 10 giờ cộng cộng đúng không? Để xem nó có bật xuống 01/09 ngay và luôn hay không. Thế giới nó bán mà em. Không một chín chín ra đi trong sự lịch sử. Như vậy lệnh cuối ở 01 là chúng ta đã vẫn còn âm tí thì tí đúng không? Chốt 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 chốt. Ra đi trong sự lịch sử. Chương trình được tài trợ bởi Erante. Đừng quên Udemy nhé. 01 xong rồi nhé. Đấy, và 99 sẽ cắt toàn bộ. Đừng quên Udemy này. À, đừng quên Udemy này. Khóa đề C 369 này. Không một và 99 đúng không? Lúc này mà nó sập xuống bán thành thì vã, tôi vã không trượt phát nào nhé. Rồi ông 10099 đúng không? Chốt 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 ra đi trong sự lịch sử. Rồi 0199 comment đi ạ, 0199 comment đi ạ, 0199 comment đi ạ. Xong. Chốt. Rồi. Nữa không? Vậy là 6 giá làm gì nữa?
Vậy là chúng ta đã coaching rồi, trong ngày hôm nay có rất nhiều cái thú vị đúng không?